Xin chào mọi người, lại là Vũ đây, dầu tràm con yêu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái nội dung mới về công dụng của dầu tràm cũng như là dầu khuynh diệp nha mọi người. Thì dầu tràm con yêu và dầu khuynh diệp con yêu thì có công dụng như thế nào? Thì dầu tràm con yêu có công dụng là đối với trẻ con, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì là phòng hỗ trợ cảm lạnh, rồi giúp cho bé được ngủ sâu hơn và cảm giác được thoải mái hơn. Còn riêng đối với người lớn thì sao? Thì nó rất là nhiều công dụng nha mọi người. Ví dụ mình đi du lịch, mình có thể đi những chuyến xe đò, những chuyến xe khách hoặc là đi ngay trên ô tô của mình, có thể làm cho mình bị say tàu xe. Đó, cái đó trường hợp đó phải có, hoặc là đi máy bay, hoặc là chúng ta có thể là đi đến cái nơi du lịch thì lại bị nhiều muỗi, thì chúng ta cần phải sử dụng dầu tràm con yêu sẽ như thế nào? Thì trong video clip này mình sẽ có những cái nội dung và cuối video clip sẽ hướng dẫn cho mọi người mua dầu tràm con yêu ở đâu và mua như thế nào để tiện nhất, dù là bạn ở nơi đâu, kể cả ở nước ngoài. Thì dầu tràm con yêu nó có cái thành phần eucalypton, nó những cái con côn trùng hoặc là nó ức chế cái khứu giác của mình, sẽ làm quên đi cái cảm giác, ví dụ giống như là vết côn, nó làm cho quên đi cái cảm giác giống như say tàu xe, hoặc là quên đi cái cảm giác là chóng mặt buồn nôn, thì coi như rằng là công dụng giúp cho chúng ta để vượt qua trong những cái kỳ mà đi du lịch nha mọi người nha. Thứ hai là cái con côn trùng cắn thì nó rất là kỵ mùi tinh dầu, thì ví dụ như bạn đi tới đó có bị ruồi muỗi nhiều thì bạn ngưng lại chừng khoảng cỡ 1-2 phút trong cái quá trình đi, bạn bôi bôi ví dụ giống như bây giờ bạn bạn đổ ra như thế này, xong sau đó bạn massage, bạn bôi nhanh thôi mà đó. Bạn bôi nhanh, bạn bôi lên như thế này nha mọi người. Thì cái con côn trùng cũng giống như là muỗi ruồi nó sẽ không bám tới chỗ bạn. Cái thứ hai là bạn đi du lịch hoặc là bạn đi chơi đâu đó, bạn cũng sẽ là có cái tình trạng là đau nhức tay chân. Thì đau nhức tay chân thì có những cái mà liệu trình có thể là dùng, chúng ta có thể dùng một viên giảm đau hoặc là gì đó thì nó sẽ lâu ngày, nó sẽ không hay. Thì thay vì vào đó bạn vào ở trong cái bồn tắm ở một cái khách sạn hoặc là cái resort nào bạn đi du lịch đấy, thì bạn xả nước ra và nước ấm á, nước ấm nha mọi người, bạn đổ nó vào đó. Thì ví dụ như một cái chai này thì bạn dùng rất là lâu nha. Một chai này nếu mà theo mình tính toán á, thì dùng hàng ngày thường xuyên khoảng cỡ 1 tháng mới hết lận. Thì khi bạn đổ một cái bồn nước như vậy, không, bạn đổ vô chừng khoảng cỡ là 20 giọt như thế này, 20 giọt bạn chắc ra lại, nó tự nó đổ cho bạn thôi, 20 giọt. Thì cái này nó có cái nút nhỏ giọt, cho nên là mọi bạn các bạn cứ yên tâm để mà nó không có chảy quá nhanh đâu ha. Có nhiều chai dầu ở trên thị trường nó không có cái nút nhỏ giọt, cho nên là khi bạn không không đoán chừng được, thì khi mà bạn đổ vào xong một cái là bạn vào trong đó, bạn nằm bạn ngâm chừng khoảng cỡ 10 tới 15 phút cho mình. Sau khi bạn ngâm xong bạn đi ra, bạn không cần dội lại bằng nước sạch nha mọi người. Không cần dội lại nước sạch thì sẽ cảm giác bạn nó sẽ rất thư thái và rất thoải mái sau khi sử dụng tinh dầu, cho nó ngấm vào trong các cái cơ thể của bạn và nó sẽ giảm đau rất là tốt và rất hiệu quả. Mọi người xem cái video clip này hãy thử nghiệm một lần, hãy thử nghiệm một lần. Thì tinh dầu nó ở bên ngoài làn da nên nó rất là an tâm, nên mọi người hãy sử dụng tinh dầu dầu tràm con yêu. Dầu tràm con yêu, và như lúc nãy mình nói rằng là dầu tràm con yêu mua ở đâu thì mọi người có thể mua ở phòng ICT, tới hỏi là dầu tràm con yêu, hoặc là Bibo Max, hoặc con cưng An Khang, nhà thuốc An Khang đó mọi người, hoặc là những cái hệ thống cửa hàng nhà thuốc ở trên toàn quốc, mọi người có thể lên trên đó. Hoặc là thông qua video clip này các bạn thấy hay, các bạn đã trải nghiệm rồi, các bạn có thể làm đại lý của cho công ty hoặc là các bạn làm nhà phân phối cho công ty nha mọi người nha. Thì thông qua những cái video clip này mình sẽ để cái thông tin ở phía dưới, kết bạn Zalo hoặc là
kết bạn bằng Facebook, mình sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người luôn. Sau đó là mọi người có thể là yên tâm phân phối và bán hàng. Công ty sẽ hỗ trợ cho bạn những cái chính sách rất là tốt. Xem tới đây thì mọi người nhớ bấm theo dõi, nút theo dõi của kênh ha. Cái thứ hai nữa là bấm cái chuông để khi mà mình up video clip lên nó sẽ thông báo cho mọi người biết. Hãy like Dầu Tràm Con Yêu và theo dõi Dầu Tràm Con Yêu để được nhận những thông tin bổ ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại video clip tiếp theo.